Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp đua Sava High Speed, một dòng xe đạp cung full carbon đến từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, thương hiệu Đức, và carbon, những chiếc xe đạp carbon của công nghệ Đức thì từ xưa đến nay cũng rất là chắc chắn rồi. Trên thị trường này, các bác chơi xe thì cũng có thể biết được là carbon của nước Đức, họ sản xuất rất là chắc chắn. Và cái thương hiệu Sava này có những cái bài test ở trên YouTube ấy, các bác có thể lên cái test khung Sava 3 ấy. Nó ra rất nhiều những cái bài test khung của này cực kỳ là chắc chắn. Hôm nay về một chiếc xe tông màu xám xi măng pha đen các bác nhé. Cái màu xám xi măng này một cái màu rất là hot trong năm nay này, được rất nhiều người sử dụng màu xám này, cực kỳ đẹp, nhã nhặn. Dây thì toàn bộ chạy âm sườn. Ta được sử dụng một bộ chuyển động rất là cao cấp của dòng Shimano các bác nhé. Nó là 105, đây là dòng R7000, được sử dụng 11 tầng líp và 2 tầng đĩa, cho xe có 22 tốc độ khác nhau, đùi đạp trục rỗng. Tay nắp 105 R7000 thì nó sẽ ghi ở đây, logo đây, thay vì 105.800 là nó ghi đây. Phanh 3 mảnh Techo các bác nhé. Sử dụng quả vành nhôm, nhôm cao bảng khoảng 2 phân. Cũng là nguyên zin theo xe luôn các bác nhé. Thì toàn bộ chiếc xe này là nhập khẩu nguyên zin nguyên bản hết 100% luôn các bạn. Từ những chi tiết như cọc yên này, ghi đông của Ford các thứ này, nguyên zin nguyên bản hết. Lốp là sử dụng quả lốp Continental Ultra Sport. Như bi vòng cuối lỗ các bác nhé. Đây là bi vòng cuối lỗ. Bi lông của Ford nữa, nguyên zin nha, Carlyle này. Carlyle là nguyên zin theo xe luôn. Và sử dụng quả ghi lông bản dẹp. Ghi lông bản dẹp. Và dẫn sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 45 cm, thì xe có size là 44 các bác nhé. Size 44 rất là nhỏ cho phù hợp các bác đi từ khoảng mét 55-56 đến khoảng 65-66 đi là phù hợp. Chuyển động rất là mượt mà, các bác nhìn trên hình cực kỳ là mượt. Chiếc xe đang được bán em bên em mức giá là 18.800, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đã đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.